Nhưng mà chúng ta thấy được một thông tin mà gây ra cái sự lo ngại cho nhiều bạn Đó chính là thông tin liên quan tới CMB Future Thì để nói về vấn đề này, Thuận muốn trở lại vào cái thời điểm là năm 2017, ngày 17 Tây tháng 12 Thì ngày 17 Tây tháng 12 này, các bạn thấy được là có một cái thông tin Và cái thông tin này, đó chính là cái thông tin là sàn CME sẽ đưa ra một sản phẩm mà lúc đó đây là một sản phẩm mà gây ra cái sự hứng thú rất là lớn đó chính là sản phẩm Bitcoin Future ở trên sàn CME. Sàn CME không phải là cái sàn đầu tiên mà có cái hợp đồng Bitcoin Future này nghĩa là hợp đồng tương lai của Bitcoin trên một sàn lớn ở Hoa Kỳ cái sàn đầu tiên đó chính là sàn CBOE nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì sàn CBOE đã ngưng rồi sàn CBOE này không còn có hợp đồng tương lai của Bitcoin nữa nhưng mà các bạn thấy được là sàn CME là cái sàn thứ nhì mà bây giờ vẫn còn có hợp đồng tương lai của Bitcoin sàn CME là một sàn rất là lớn ở Hoa Kỳ và là một sàn mà những công ty lớn sử dụng để mà mua bán những hợp đồng tương lai không chỉ riêng là Bitcoin mà hợp đồng tương lai cho những cái vật khác như là chúng ta thấy được là vàng và nhiều những cái công cụ đầu tư khác họ đều mua thông qua CME cho nên việc mà Bitcoin lên sàn CME có hợp đồng futures hợp đồng tương lai là một trong những điều rất là nổi của năm 2017 nhưng mà các bạn để ý đi cái ngày mà thông tin này được tung ra đó chính là cái ngày 17 tây tháng 12 cũng là cái ngày mà hợp đồng tương lai của CME xuất hiện thì các bạn thấy được là chúng ta bây giờ đi trở về thời gian đi để thuần giải thích cho các bạn hiểu tại sao mà bây giờ lại có nhiều người lo sợ và thuần sẽ giải thích thêm cho các bạn hiểu được cái sự khác biệt giữa thời điểm đó và thời điểm bây giờ thì chúng ta bây giờ hãy zoom vào cái thời điểm của ngày 17 tây tháng 12 của năm 2017 thì các bạn sẽ dễ dàng thấy được một điều đó chính là cái ngày 17 tây tháng 12 đó thì một ngày trước đó giá Bitcoin đã pump lên tới cái đỉnh rồi các bạn thấy được là lúc đó là lúc mà giá Bitcoin đã pump lên tới cái mức là 19.800 đô trên sàn Coinbase các bạn thấy trên màn hình thì sau khi mà hợp đồng tương lai của CB ra đời các bạn thấy được là ngay ngày đó thì giá cả đi xuống và sau đó thì giá cả đã bắt đầu đi vào mùa đông crypto và trong thời gian là một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, bốn ngày năm ngày, sáu ngày trong vòng một tuần thôi thì giá đi từ 19.800 xuống chỉ còn có cái mức là 10.300 mà thôi có nghĩa là mất đi 47 trong thời gian chỉ có 6 ngày mà thôi thì nhiều người bây giờ nhìn vào tình hình của năm 2017 mà rất là lo lắng không biết là khi chúng ta nghe được cái thông tin là liên quan tới sàn CME sẽ có hợp đồng cho Ethereum và hợp đồng này sẽ bắt đầu vào 3 giờ chiều ngày hôm nay giờ Cali và các bạn thấy được là 3 giờ chiều giờ Cali là 6 giờ tối ở New York thì hợp đồng này sẽ bắt đầu và đây là một cái hợp đồng đầu tiên của Ethereum ở trên sàn CME thì hợp đồng này đó là một cái hợp đồng mà không có Ethereum đứng sau lưng đây là một hợp đồng mà các bạn dựa theo giá cả của Ethereum nhưng mà người thắng và người thua đó thì sẽ quy ra nền đô la chứ không phải là giao Ethereum không giống như là những loại hợp đồng khác đây là cái cách của sàn CME và các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào cái thông tin liên quan đến cái hợp đồng này thì mỗi hợp đồng đó là 50 Ethereum và hợp đồng sẽ đáo hạn vào thứ sáu cuối tháng của cái tháng mà hợp đồng đã đáo hạn thì các bạn thấy được đó, nhiều người nhìn vào thông tin này sẽ lo lắng là không biết là khi mà hợp đồng Ethereum này ra đời có thể dẫn đến sự xuống giá của năm 2017 hay là không như các bạn thấy được là cái ngày mà hợp đồng tương lai của Bitcoin ra đời trên sàn CME đã khiến cho giá cả đi xuống và thường nghĩ đây cũng là một trong những lý do tại sao mà các bạn thấy được là thị trường đang có một sự điều chỉnh tại vì hôm nay sẽ là cái ngày mà chúng ta thấy hợp đồng của Ethereum xuất hiện ở trên sàn CME thì có rất nhiều điểm khác biệt các bạn thấy được là năm 2017 đó thì các bạn phải đi ý đây là chúng ta đã đến cái đỉnh của đợt đó rồi và một trong những đặc điểm mà thường đã chia sẻ trước đây đó khi các bạn biết được là chúng ta đã đến đỉnh hay chưa đó chính là giá cả đột ngột tăng gấp đôi trong thời gian rất là ngắn các bạn thấy được là trong cái khoảng thời gian là để chúng ta trở về năm 2017 đi để các bạn thấy được sự tăng giá của cây đỉnh đó, khi mà chúng ta đã đến gần đỉnh rồi là cuộc tăng giá đó là mạnh như thế nào Chúng ta bây giờ hãy nhìn lại cái tài liệu của năm 2017 thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta nhìn vào cái giá của Bitcoin lúc mà Bitcoin là 10.000 đô, lúc đó là ngày 1 tây tháng 12 các bạn thấy được là từ ngày 1 tây tháng 12 mà cho đến cái mức là các bạn thấy đỉnh là ngày 17 tây thì trong thời gian chỉ có 16 ngày mà thôi, nghĩa là khoảng chừng 2 tuần. Trong vòng 2 tuần, giá Bitcoin đã tăng lên gấp đôi rồi. Đây là một cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải để ý là chúng ta gần tới đỉnh tại vì khi mà chúng ta thấy được cái một cái sự tăng trưởng mà kiểu là parabola có nghĩa là cái sự tăng trưởng mà càng tăng thì cái mô hình nó càng dựng đứng đó thì các bạn thấy được là năm 2017 thì các bạn thấy được là càng tăng thì cái mô hình nó càng dựng đứng và khi mà chúng ta đã đến cây đỉnh rồi đó đó chính là cái thời gian mà giá tăng rất mạnh trong thời gian cực kỳ ngắn như là các bạn thấy năm 2017 đã từ 10.000 lên tới 19.800 chỉ trong thời gian chỉ có 16 ngày mà thôi Và sau đó các bạn thấy được là có thể là ngẫu nhiên mà thôi Tại vì CME ra đời cái hợp đồng của Bitcoin Thì sau đó giá cả đi, đi xuống Và có một số bạn nói là giá của Bitcoin đi xuống Tại vì có sự xuất hiện của cái hợp đồng tương lai ở trên sàn CME Thì tại vì những nhà đầu tư lớn họ có thể là xuất thống giá của Bitcoin Khiến cho giá đi xuống Nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là từ khi mà chúng ta có hợp đồng tương lai Của sàn CME cho tới bây giờ là vẫn tiếp tục có hợp đồng hàng tháng nhưng mà các bạn thấy được là cái lý thuyết đó đã không đúng sự thật tại vì các bạn thấy được là trong thời gian mà Bitcoin tăng trưởng từ 10.000 đến 20.000 đến 30.000 đến 40.000 trong thời gian đây thì các bạn nghĩ là hợp đồng tương lai của Simi có hoạt động hay không? Đương nhiên là có. Như thì tại sao mà lúc trước thì một số bạn nói là hợp đồng tương lai của thằng Simi khiến cho giá Bitcoin đi xuống nhưng mà bây giờ lại không phải. Cho nên các bạn thấy được là cái sự ra đời của hội đồng tương lai của sàn CME thì thường nghĩ là trong hiện dài hạn cũng không có ảnh hưởng nhiều đối với giá cả của Bitcoin và các bạn thấy được là mỗi lần mà chúng ta thấy một cái sự kiện nào đó thì sẽ có nhiều người lại nói tới sàn CME nhưng là khi mà cảm thấy là phù hợp thì nhiều người sẽ nói là chúng ta thấy là cái lỗ hỏng của sàn CME phải được lắp lại nhưng mà các bạn thấy được là có rất nhiều lỗ hỏng khi mà giá Bitcoin đi mạnh từ 20.000 đến 40.000 thì bây giờ vẫn chưa có lắp lại cho nên các bạn thấy được là sàn CME chỉ là một sàn ở Hoa Kỳ mà dành cho một số tổ chức đầu tư mà thôi Còn các bạn thấy được là Bitcoin giao dịch là trên cả thế giới Cho nên nếu nói là cả thế giới phải dựa theo một sàn Mà là sàn semi mà cũng không phải một sàn mà những người đầu tư thông thường sử dụng Thì thường cảm thấy là cũng không có nhiều lý lẽ lắm Cho nên ngày hôm nay các bạn thấy được là chúng ta tuy là có thông tin là 3 giờ chiều ngày hôm nay kali nghĩa là còn khoảng 2 tiếng nữa thì hợp đồng tương lai của Ethereum sẽ ra đời Nhưng mà thường nghĩ là sau đó Nếu như mà giá cả có sự điều chỉnh đi xuống Thì thường nghĩ cũng là một trong những cái cơ hội Để cho thường có thể là mua thêm Ethereum Ở thời điểm bây giờ Tại vì thường vẫn nghĩ là chúng ta chưa đến đỉnh Thường đã chia sẻ rất nhiều trong video ngày hôm qua và có rất nhiều những cái biểu đồ chúng ta cần phải theo dõi sát và cho tới ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa thấy dấu hiệu định ở thời điểm bây giờ đương nhiên khi mà có dấu hiệu định thường sẽ thông báo với các bạn nhưng mà nào mà chưa xem thì cũng nên xem cái phần 2 và cái phần 3 trong hai cái video này sẽ có rất nhiều những thông tin tôi nghĩ là đáng giá cho các bạn để các bạn hiểu được là làm sao chúng ta biết là chúng ta đang nằm ở đâu, có gần đỉnh hay chưa. Bạn nên xem hai cái video đó nhưng mà cho tới ngày hôm nay thường vẫn nghĩ đây chúng ta vẫn chưa đến đỉnh. Cho nên nếu như mà nói là cái sự ra đời của Ethereum Future sẽ dẫn đến là chúng ta đi vào mùa đông kế tiếp thì thường không nghĩ như vậy. Nếu như mà item đi xuống thì đương nhiên là cơ hội tốt để cho thường mua thêm. Nếu như mà Ethereum không có cái sự ảnh hưởng thì đương nhiên là chúng ta có thể tiếp tục thấy cái sự tăng trưởng. Tại vì các bạn thấy được là có một cái cuộc bỏ phiếu của Lloyd Davis ở trên Twitter thì đã có 5.722 người đã bỏ phiếu thì câu hỏi cũng rất đơn giản là hợp đồng tương lai của tây sẽ ra mặt ngày mai đây là cái thuyết của ngày hôm qua thì các bạn có nghĩ đây là điều tốt hay là điều xấu cho giá cả thì các bạn thấy được là mọi người bây giờ là có một số những cái sự lựa chọn như là các bạn thấy được là moon time có nghĩa là giá sẽ tăng thì 40% có nghĩa là phần lớn mọi người nghĩ là giá sẽ tăng chứ không có giảm còn cái giá đi xuống đó, big dumb có nghĩa là đi xuống mạnh thì 25% của những người mà bỏ phiếu nghĩ là giá sẽ đi xuống Von Mader có nghĩa là không có liên quan thì các bạn thấy được là 22% thì có cái sự suy nghĩ đó và không quan tâm là 11% Cho nên bây giờ chỉ tính theo cộng đồng của Lord Davis thì chúng ta cảm thấy là phần lớn mọi người vẫn nghĩ là giá sẽ tăng Cái first nghĩa là cái sự lo ngại liên quan đến cái sàn CME ra đời Ethereum Futures sẽ là một sự lo ngại ngắn hạn Và bản thân thường nếu các bạn hỏi thì thường nghĩ đây cũng là điều mà thường đang suy nghĩ ngắn hạn thì đương nhiên sẽ khiến cho nhiều bạn lo lắng nhưng mà dài hạn thường nghĩ là chúng ta vẫn còn trên cái đường tăng trưởng kế tiếp và chúng ta nhìn vào một thông tin được chia sẻ bởi Rand Neuner thì Rand Neuner đã chia sẻ một cái thuyết các bạn thấy được là cái thuyết này nói là công ty Rayscale mua tổng cộng là 100.000 Ethereum ngày hôm nay các bạn thấy được là công ty Rayscale lại tiếp tục thu mua rất là nhiều Ethereum cho nên nếu như các bạn nói với thuận là trong thời gian gần đây những tổ chức đầu tư bắt đầu là tích lũy Ethereum, tích lũy Bitcoin mà họ nghĩ là chúng ta đã gần đến mùa đông rồi thì đừng không nghĩ như vậy. Cho nên cho đến bây giờ thì vẫn có nhiều lòng tin về mặt giá cả tăng trưởng ở thời điểm bây giờ. Và chúng ta nhìn vào một số những cái thông tin khác liên quan tới Ethereum thì các bạn thấy được là một trong những điều mà được chia sẻ ở đi clip là một trong những cái thông tin mà chúng ta cũng đã nói tới rất nhiều ở trên channel này đó chính là cái đề xuất EIP 1559 của Ethereum. Nhưng mà nào mà cũng đang nhớ đó đây là cái đề xuất liên quan tới đốt phí trên mạng lưới của Ethereum có nghĩa là mạng lưới của Ethereum bây giờ đó thì các bạn thấy được là cái phí là các bạn chỉ cần là để cái phí gas bao nhiêu thì các bạn có thể là được xử lý nhanh hay là chậm nhưng mà cái đề xuất EIP 1559 này đó là sẽ không có giảm phí trên mạng lưới nhưng mà cái đề xuất này chủ yếu là muốn làm cho cái phí trên mạng lưới có cái sự ổn định lại thì ở trên mạng lưới của Tamium, nếu như mà cái đề xuất này được thực hiện đó thì chúng ta sẽ thấy là có hai cái phí, một cái phí gọi là cái phí căn bản, cái phí căn bản đó nó sẽ tăng lên hay là giảm xuống tùy theo là mạng lưới đang tắt nghẽn hay là không tắt nghẽn các bạn thấy được đây sẽ là một cái sự điều chỉnh tự động chứ không phải là bây giờ các bạn tự điều chỉnh đó là điều đầu tiên điều thứ nhì là các bạn có thể thêm một cái phụ phí nếu các bạn muốn được giải quyết nhanh hơn nhưng mà các bạn thấy được là cái phí căn bản đó sẽ được đốt trên mạng lưới này và bây giờ các bạn đang nhìn vào cái đề xuất chính thức một năm năm chín thì các bạn thấy được là cái đề xuất này thì khi mà chúng ta thấy được thực hành đó thì cái base fee như là cái phí căn bản mỗi lần mà có giao dịch đó, sẽ được đốt đi thì có nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà giao dịch trên mạng lưới Ether càng nhiều đó thì sẽ càng có nhiều những cái đồng Ether bị đốt đi sẽ dẫn đến là Ethereum cái sự lạm phát phải giảm xuống thậm chí nhiều người nói là nếu như mà mạng lưới Ether được sử dụng nhiều thì sẽ dẫn đến là càng ngày càng có Ethereum hơn khiến cho Ethereum thậm chí không có lạm phát mà còn giảm phát nữa Đương nhiên đây là một điều mà rất tốt đối với giá cả cho nên rất nhiều người ủng hộ cái đề xuất EIP 1559 này Thứ nhất là có thể làm cho cái phí trên mạng lưới của Ether ổn định lại không phải là làm cho nhanh hơn hay là rẻ hơn chỉ là làm cho cái phí ổn định lại tại vì cái phí nó sẽ tự nâng lên hay là nó sẽ tự giảm xuống tùy theo là tình hình mạng lưới như thế nào Và thứ nhì là những cái miner thì chỉ được giữ cái phụ phí mà thôi có nghĩa là cái phí mà người ta đưa thêm để được giải quyết thì các bạn thấy được đó đương nhiên là nhiều người bây giờ đang lưu trữ Ethereum rất là thích cái đề xuất này nhưng mà một trong những nhóm mà đang phản đối đề xuất này các bạn có thể tưởng tượng đó chính là những người mà đào Ethereum hiện bây giờ tại vì họ nói là tại sao lại bắt họ là phải quỷ đi một phần phí như vậy khiến cho cái thu nhập của họ sẽ giảm xuống khi mà họ đào Ethereum cho nên họ không chấp nhận đương nhiên những người nào mà lưu trữ nhiều Ethereum thì rất thích tại vì giá cả có thể được đẩy lên nhưng mà những thời đào bây giờ thì không có chấp nhận đề xuất này chúng ta bây giờ hãy tiếp tục theo dõi nhưng mà đây là một trong những trọng điểm mà rất nhiều người đang nói tới hiện bây giờ EIP 1559 có được thông qua hay là không và nếu như mà EIP 1559 được thông qua thì sẽ là một trong những cái điều rất là tốt dẫn đến giá cả Ether sẽ có cái sự tăng trưởng. Đây là điều mà thường muốn mang đến cho các bạn về cái thông tin EIP 1559.